Rồi, trạng bao sao Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 14 tháng 7 em giao lưu cho anh em một số cái cảnh các loại gồm cá, hải châu, cò kê, sơn liễu đọt đỏ, sung. Rồi, mà số 1 là gồm hai cây hải châu mini nha mấy anh em. Cây này phôn tàn là rất là già nha. Cây một cốt nè, chân trực nè. Đó, tây cành rất là già nha. Cây khai thác nha mấy anh em, dòng lá rất là đẹp nha. Rồi em đo cái vành là 4 cm, chiều cao tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh đấy là 26 nha. Rồi cây số 1, rồi cây số 2 em đo cái vành thân đây là 7 cm nha, chiều cao tính từ mặt bầu đây lên tới trên đỉnh là 32, ngang tàng là 27 nha. Cây dòng lá đẹp nha mấy anh em. Cây tây cành này rất già nha. Cái này, mấy cái này anh em giờ sang vô trong một cái chậu đẹp là ok nha. Rồi, giao lưu anh em là 270 bao ship nha, 270k bao ship cái hải châu mẹ số 1 gồm 2 cây nha, 270 bao ship. Rồi qua mẹ số 2 là một cây hải châu cây giang đổ nha mấy anh em. Trái nè, cây đang phun hoa nè. Hải châu sông cầu dòng lá rất đẹp nha mấy anh em. Cây bờ đớ nè, rất dựng dàng nha. Rồi em đào cái quanh thân nha, 5 cm, bộ đớ khá to nha. Quanh thân là 5 cm, chiều cao tính từ mặt chậu lên cái đỉnh đây là 20, độ từ siêu đây nha, độ tới rất to trước là 45 nha. Cây hải châu đổ nha mấy anh em, trái nè, cây đang trái nha, cây rất già nha mấy anh em. Rồi giao lưu anh em là 300 bao ship nha, 300k bao ship cái hải châu đổ mã số 2 nha. Rồi qua mã số 3 là gồm hai cây mini nha. Cây số 1 nè, cò lách nha mấy anh em, phần cò lách rất quái nha. Rồi em đo cái vành là 4 cm nha, chiều cao là 21, vành 4 cm, chiều cao 21. Rồi cây số 2 vành 15 nha, vành gốc nha, 15 cm, chiều cao là 25. Rồi 270 em bao ship cả hai cây nha, 270k bao ship cả hai cây. Rồi qua mã số 4 là một cây hải châu đổ nha mấy anh em. Cây bờ đớ nè, cây đổ tây cành rất già nha, cây đang trái rất sai nha mấy anh em. Nè, cây trái nè, trái rất sai nha. Dòng mà hải châu sông cầu nha mấy anh em, dòng trái rất to. Cây đổ rồi em đào cái quanh là 5 cm nha, quanh thân nha mấy anh em, 5 cm, ngang tàng từ bên đây qua bên kia là 37, tàng đổ từ ở trên đây nha là rớt xuống ở dưới là 70 nha mấy anh em, tàng đổ là 70. Rồi giao lưu cho anh em là 350 bao ship nha, 350k bao ship cây hải châu đổ mã số 4 nha. Rồi qua mã số 5 là gồm hai cây hải châu mini nha, cây tây cành già mịn hết nha mấy anh em. Rồi cây số 1 nè, cây cành rất già nha, cây một cốt này có tự dưới đi nữa nha mấy anh em. Cây bờ đớ nè, rất dựng dàng nha, dòng lá đẹp. Rồi em đo cái vành là 9 cm nha, vành gốc 9 cm, chiều cao là 35. Rồi cây số 2 nè, vành 18 nha, vành 18, bộ đớ nè, rất khủng nha, vành 18, chiều cao là 25. Rồi giao lưu anh em hải châu mẹ số nem là gồm hai cây, là 270 em bao ship cả hai cây nha, 270k bao ship cả hai cây. Rồi qua mẹ số 6, cây này dáng trục, cây này có cánh rất là dài nha mấy anh em. Cây này giờ anh em bị cái cánh này xuống quen nhân nha, bị cánh này xuống rất đẹp nha, dòng lá cực kỳ đẹp nha. Cây cũng đang bắt đầu phun hoa này nha mấy anh em. Cây bờ đớ nè,
Rồi em đo cái vành là 18 cm nha, vành góc 18 cm. Vành thân to hơn con tỏ nha mấy anh em. Chiều cao là 40, ngang tàng từ bên đây qua bên đây là 45. Ngang tàng là 45. Rồi, giao lưu cho anh em là 250 bao ship nha, 250k bao ship. Bên em là chậu xi măng là không có ship nha. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 7 là một cây sung. Dòng sung này rất là sai trái nha mấy anh em. Cây này nó đang cho quẻ vừa xem và vừa bấm nuôi lại nha. Nó rất nhanh là cho quẻ nha mấy anh em. Cây dáng thớ bonsai này. Thần cò lét rất đẹp nha. Cây rất quái nha mấy anh em. Bồ đớ nè. Cây nuôi trên 10 em nha. Bồ đớ rất khủng nha. Cây rút không nha mấy anh em. Đó, bộ đớ em quay bộ đớ cho anh em xem nè. Cây cành da nè, cây không còn mệt két nữa nha. Cây thành phẩm sạch kiểm hết nha. Đó, bộ đớ cây là da mà. Cái da của nó nứt ra luôn nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh nè, quanh gốc đấy nha, là 74. Quanh thân trên đây là 39 nha. Quanh thân đây nha mấy anh em là 39 nè. Còn cái quanh đứa là 74 nha. Đây khá to nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên từ trên đỉnh là 50. Ngang tàng là 60 nha. Quanh 74, quanh thân là 39, chiều cao 50. Ngang tàng 60. Cây tây cành này sạch kiểm hết nha mấy anh em. Cây nhiều rất da nha, cây rất khủng nha mấy anh em. Dáng thớ bonsai. Rồi cây sung mã số 7 giao lưu anh em là 1.000.000 em bao ship nha. 1.000.000 bao ship. Cây này anh em giờ theo vô trong một cái chậu mỏng rất đẹp nha. Cây này là anh em cái chậu rất mỏng nha. Bồ đớ trải đều và nó mỏng rất là đẹp nha. Đó, cây không có bị bỡ bọng rồi gì hết nha mấy anh em. Rất đẹp. Bồ đớ viên củ cục nó đẹp hết luôn nha. Này, củ đây nó đẹp hết luôn nha mấy anh em. 1.000.000 em bao ship cái sung mã số 7 nha. Rồi qua mã số 8 là một cây hải châu, dòng mà hải châu siêu trái nha mấy anh em. Trái có thể nói là gọi là siêu trái nè. Chùm chùm luôn nha. Đó này, đẹp gật luôn nha. Cây này cái lượng trái là rất khủng khiếp nha. Cây này dòng lá là cực kỳ đẹp. Cây lá mo trái tim nha mấy anh em. Dòng lá mo trái tim rất là sáng bóng và rất đẹp. Dòng siêu trái nha. Rồi em đo tổng thể cái thông số cho anh em xem nha. Rồi em đo cái vành eo thân đây nha mấy anh em là 30. Vành eo thân là 30, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 82 nha. Ngang tàng là 1 m. Cây tàng khá rộng nha, cây tàng thiên nhiên nha mấy anh em. Cây này là không có vô kiểm nó gì hết nha. Cây tàng thiên nhiên này rất đẹp nha. Cây cành rất là già. Cây khai thác bỡ đớ của nó này rất là khủng nha. Vành 30, chiều cao 82, ngang tàng 1 m. Cây siêu trái. Chùm chùm luôn nha. Thân cò lét. Rồi, giao lưu cho anh em là 2.500.000 bao ship nha. 2.500.000 bao ship. Cây này anh em nào nhận được xe thì từ Đà Nẵng tới Sài Gòn nha. Anh em nào nhận được xe thì em ra lọc nha. Anh em nào nhận được xe thì em ra lọc nha mấy anh em. Cây siêu trái. Vành 30, chiều cao 82, ngang tàng 1 m.
Rồi, anh em nào lái thì em đẹp chậu bó bâu, cẩn thận gửi cho anh em. Ưu tiên cho anh em nào nhận được xe nha. Rồi, qua mã số 9 là một cây sơn liễu đọt đỏ nha. Cây này mọc cốt, giác trực, cây cành già hết nha. Em đo cái quanh là 11 sen nha, quanh thân 11 sen. Chiều cao là tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh là 70, ngang tàng là 45. Rồi giao lưu anh em là 200 bao ship nhé. Rồi qua mã số 10 là một cây túc đột đỏ nhé. Cây này em đo cái quanh là 9 sen nè, quanh 8 sen nha, chiều cao 30, ngang tàng là 40. Cây ôm đá nha mấy anh em, ôm san hô nha. Rồi giao lưu cho anh em là 207 bao ship cây cây túc đột đỏ mã số 10 nha. 207 em bao ship. Rồi qua mã số 11 là một cây cò kia nha, cây đã sống khỏe quá, đã cho hoa nè. Cây thân cò lét rất là ngỡ thật nha mấy anh em, thân cò lét rất là ngỡ thật này, bộ đớ nè, rất là ok nha. Rồi em đo cái quanh là 70 nha, quanh góc 70, chiều cao 42, ngang tàng là 45 nha. Cây đang hoa này nha mấy anh em, cây đã sống khỏe quá, đã cho hoa nha, dòng này rất nhanh là cho hoa nha. Cây này có cái bộ đớ nè, nó câu qua đây và nó quái lên rất là đẹp nha, đây quái lên rất là đẹp nha, thằng cò lét rất ngờ thật nha. Rồi giao lưu anh em là 650 bao ship nha, 650 cây bao ship. Anh em nào lái là em đẹp chậu bó bao, cẩn thận gửi cho anh em nha. Bên em là chậu xi măng là không có ship nha anh em. Rồi qua mã số 10-12 là một cây hải châu sông cầu, cây la mo nha. Đây cây dòng la mo nha mấy anh em, dòng lá rất là đẹp. Cây mọc cốt hai thân nha, cây đang cho trái nè, chùm chùm nha. Em đo cái quanh là 13 cm, chiều cao 60, ngang tàng là 45. 300 cây em bao ship nhé, 300 bao ship cây hải châu mã số 12. Bên em là chậu xi măng là không có ship nhé. Anh em nào lái là em đẹp chậu bó bao, cẩn thận gửi cho anh em. Cây dòng lá đẹp, trái rất xa nha, trái chùm. Trái này. Rồi, video của em đến đây là kết thúc nhé. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký. Rồi, chào anh em.